lớn Chin Su, vạn món ngon bùng vị. Trời ơi, bồ em đây rồi. Wow. Ủa, sao đi ngồi đây nghỉ ngơi vậy mấy chú? Hở chứ, nãy giờ chạy mệt quá mà. Để em kế anh hẹn lại. Em chỉ cần thắng vòng này thôi. An toàn đi, an toàn đi, không không chơi vậy được rồi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ thôi dạ. Lăn đi. Được được kìa. Rồi. Thôi. Chân mình khó lắm nha. Cao lắm, để thử coi. Thôi được rồi, từ từ. Chun ơi, Chun ở lại. Taxi. Ờ đúng rồi, Chun ơi. Tàu chủ đâu? Được rồi Chun, bỏ ra đi Chun. Đó, tự tin quá. Nghe. Ok, em có mấy phút suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ gì nữa em? À, em suy nghĩ em rút cái gì? Không thể nào rút cái gì luôn. Được mà, nhưng mà chất lên không được đâu, chắc chắn đó. Nhưng mà chất lên nè. Từ từ, nín thở à, nín thở à, đừng thở à. Thôi người tình. Dưới đèn này cứng hơn nè anh ơi. Đây, nè, lên vai luôn, nâng. Nhanh, đúng chưa? Rồi. Hey. Chưa, rồi. Lên ơi. Ai? Quýt. Hay quá anh ơi. Ê, từ anh ơi, được đó. Cái xíu. Đúng rồi. Mà cái xíu qua cái xíu. Ê. Được rồi, buông ra luôn. Hay quá. Ơi, như gỡ mềm vậy trời ơi. Ơi. Xuất sắc vậy. Ha. Nghe chưa? Rồi. Hôm nay giỏi chứ bộ. Đúng rồi. Đúng không? Giỏi, cái này giỏi thiệt. Hay quá.
bây giờ mình phải liên minh lại một người đỏ xanh, tại hai người đó mới đúng rồi mới cân được. Bây giờ nếu mà xé được một người đỏ xanh thì sẽ có cơ hội. Để anh giữ chun cho bốn người làm anh Vinh. Vậy là Huy với Lăng. Không, đây nè, đây là bên anh Vinh, em với anh Chu Minh Jun. Làm sao mà anh Vinh được đây, hai đứa yếu không quần thôi, quần thôi, chưa xé anh Vinh liền, hiểu không? Ba người giữ thôi. Ok. Để cho em xử ông Chun trước. Bây giờ hỗ trợ nha. Là quần thôi nha, là cứ me ổng, xé được cái nào thì xé nha. Em giữ nha. Hả? Giữ anh Chun nha, tại vì anh Chun cũng giật. Em giữ Chun cho. Hai người này gắn xé được Chun nha. Huy với một là anh giữ anh Chun, hai là em giữ anh Chun. Kìa, đỏ xanh kìa. Đâu? Bên nào họ tách ra rồi đó. Qua đây. Đâu? Ủa vô đó nữa hả? Chỗ khác đi, đổi bối cảnh thì đổi bối cảnh đi. Đi bên này đi. Anh Vinh ơi. Ở đây Quỳnh. Ê anh. Chạy qua đây. Quỳnh. Ê qua đây nè. Ngân. Quỳnh ơi, chạy Quỳnh. Quỳnh lại lên đây, lên bên đây nè. Chạy xuống này. Lẹ. Đâu, 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 lẹ. Đâu, 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 nhìn qua bên đây thì Ngọc phải chạy qua bên đây với em nha. Rồi tách rồi đi. Rồi nhá. Đấu đi John. Ok. Anh bé cấp cho em. Qua đây. Đây. Ngọc. Hey. Ở đây. Come on. Anh Vinh cố lên. Chun Phạm loại. Chun Phạm loại. Ôi Vinh vô rồi. Ôi Vinh vô rồi. Các bạn tên nó bự quá. Mình không làm chúng gì chứ. Dài như vậy. Rồi. Thử thách. Sao khó vậy? Trời cái gì lúc gì ngang ngược vậy anh Vinh? Hả? Lúc gì ngang ngược vậy? Sao? Ây ui. Hey. Hello. What? Nhìn rồi, anh Vinh rút ra ngã liền. Anh Vinh ơi, nó sẽ ngã đó. Anh Vinh đừng rút ra. Anh Vinh nghiêng. U là trời. À.
Chồng lên, chồng lên kìa anh Vinh. Chồng sao chồng bên kia, chồng kia bắt anh kìa. Ủa, anh chơi vậy? Anh chơi lên kìa. Anh chơi lên kìa. Hồi nãy đang định xé lăng tự nhiên phát ra xong nó nhảy quá không kịp phát được có ra ngay lúc đó đang nói chuyện thương thảo mình ở dòng xe bản kênh mình đi vô phòng thử thách luôn đi gần lắm rồi mình chạy vô phòng thử thách luôn nó săn mình. Mình ngồi đây đi, đừng vô, khoan vô, khoan vô. Ngồi đây đi, khoan vô. Mình nói chuyện chứ hả, người anh em? Thì lúc đầu là liên minh là đúng hợp lý trong này tình huống đó, còn bây giờ là chỉ còn 4 người ngoài thôi. Bây giờ sao, anh muốn đấu luôn không hay sao? Đấu đi. Đấu thì chơi sao vậy? Tay đôi đi, em với lại Phát, chị với Lan. Ok. Trời ơi. Lan đấu với Ngọc nha. Chị sẽ cố gắng giữ anh Phát. Em phải xé Ngọc càng nhanh càng sớm càng tốt nha. Không. Okay. Từ từ, Lan, giờ tắt ra đúng không? Mình đợi xíu anh quỳ ra, nói sao? Mình khui nước ngọt, mình khui XXMO, mình ngồi mình uống, xong rồi mình từ từ mình nói, đừng gấp gì hết. Chị không có làm được gì á, em phải mạnh hơn chị. Thôi chứ. Em coi từ mùa 1 tới mùa 2 rồi, chị đừng nói vậy. Thấy chị bị loại từ tập 1 đến tập 10 không? Thôi. Đừng chị Ngọc ơi. Chị mệt đó Lan ơi, chị già rồi Lan. Thế em cũng... Không có lứa tuổi, không có ổn lắm. Làm sao đây bác? Bác cái lưng qua đây. Chỗ chồng. Chạy rồi. Ok. Lăng eo đi, loại. Yeah. It's Lin. À với em đi anh cùng cháu. Nói chung cuộc chiến ngày hôm nay quá mệt mỏi. Ai cũng mất sức hết á. Yeah. Hay quá cậu ơi. Ngọc trụ được tới giờ này là hay lắm luôn á. Bây giờ ở trong kia là còn ai? Vinh, một mình. Đội kia còn Ngân Huy. Anh biết em mệt nên anh nhường cho em cái giường á, em có thể nằm ngủ nha. Ông mạnh quá luôn á. Em bao nhiêu tuổi? Em 25 anh. Tao phải dục. Tức ghê, hỏi nó nhiêu tuổi là 25 tuổi. Ý là lúc em bị xé em còn nhiêu tuổi. Lúc em bị xé là em 70 tuổi. À 70 tuổi. À ủa bây giờ ai đang chơi cái trò chơi? Thì anh Vinh với là chị với là anh Huy. Nhưng mà anh Vinh rất mạnh. Bây giờ không, hồi nãy nguyên một team muốn làm không là anh Vinh luôn mà. Chị Thảo Ngân Duy rất mạnh. Bây giờ còn không làm lại đâu. Anh Vinh mỏng cho tháng đâu, tháng đâu. Bị thương tích đấy. Thương tích đấy, đừng có đùa. Anh kìa.
Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Hay là giờ là của anh rồi đúng không? Bây giờ là của anh nè. Alo. Đây đừng có đụng anh đây. Ôi. Quên. Ôi. Quên. Ủa. Hai ôm cái nè. Khỏi ôm quá. Sao thiệt mà. Trời ơi, ngon cười. Ngon cười nè. Kẹp bé kia vô em nó làm chi đâu. Không tha đi Ngọc đi. Vì đây là đồng đội. Ok, mình từ đây giờ mình chấm dứt cái sự tin tưởng là lời hứa nè. Đón thay đôi ngày, à. Ngày hôm nay Phát đã tốt nghiệp rồi mọi người ơi. Thúy Ngân loại. Thúy Ngân loại. Không sao, tại nãy em chần chừ quá. Em chần chừ em không muốn xé chị Ngọc sợ đau. Bảo đảm sự nhân từ luôn. Của em Ngân là bảo đảm sức mạnh nha. Bye bye mọi người. Nè em xé được em rồi thì phải gán thắng luôn nghe chưa. Chị Ngọc phải lắc chuông nha. Trời, bữa nay Ngọc sống dai với Ngọc. Sống còn là anh Vinh với Huy nữa. Ghê. Lâu lâu được tập sống lâu. Là trời à. Huy. Chịu quá. Trong đây. Trong đây. Thôi ơi. Em ra được rồi Vinh ơi. Vinh ơi. Vinh ơi. Cái rung dài vậy. Này cái này sao nó ngã hoài ha. Ấy da, sao nó ngã hoài vậy. Vinh ơi là Vinh. Em bỏ lên được không? Em chiều cao mét 8 mấy mà Vinh. Yeah.
được lời đấu tay đôi của mọi người. Ủa? Anh lại mạnh khỏe. Thôi nào. Ra đây. Hai người phải đấu tay đôi. Ủa phải đấu tay đôi. Ra đây. Vinh ơi. Hùng lại đi ha. Hùng ở đây, bây giờ mình xé bên kia trước mọi người. Anh đang sau đó tụi em sẽ hùng lại giết anh. Nhưng mà anh hứa đi, mình đi Minh nhanh. Bây giờ mình ôm nhau thân thiết đi, đừng có quạt dậy bên kia đồ trắng kìa. Còn hai ống lận. Thì mình hợp lực lại rồi thì mình đâu có đấu với nhau. Không phản bội nha. Ok. Tại vì em bị phản bội hết màu vàng rồi. Trắng ơi. Sai thuốc chịu thôi. À kia kìa. Tại sao mấy người lại giết Ngân của tôi? Tại vì lúc nãy là anh với là anh Vinh là tại cho nó đã thực hiện được cách. Ở ngoài này còn có ba người thì bây giờ đang đồng đội thì Phát với Ngọc phải xé Ngân thôi. Mấy người phản phúc. Nói kế hoạch của mình cho họ biết đi ơi. Thật ra tôi muốn loại em trước đó Ngọc. Ok thì thôi, em vẫn cho anh loại mà, em yếu mà đâu có gì đâu. Nhưng mà vấn đề là ai mạnh nhất trong này anh phải suy nghĩ. Ở đây á, anh Vinh đang là người có thế lực mạnh nhất. Nếu em là anh, em sẽ liên minh với đội này để cùng xé đội. Đúng, chút thôi. Nhưng mà một lát nữa hai người xé tôi cũng chết rồi, tôi yếu nhất. Anh ơi làm sao mà thôi, anh Vinh ơi, Phát em nhọc nha. Tụi anh quyết định là xé hết đầu em luôn á, cho nên là chịu thôi. Ngọc à, em đã dám xé Ngân rồi thì ôi, anh năm nay anh bị nhanh luôn nha, nhìn năm đầu làm với mạnh anh nhanh lắm luôn á. Đừng quay. Hey, Ngọc ơi. Đừng quay. Huy giỏi hả? Nãy giờ Huy không xét được ai hết trơn. Anh Huy sẽ là con mồi tiếp theo. Vì anh Vinh không thơm lắm. Bây giờ anh Vinh phải xé liền bên Phát thôi. Nếu như các em đúng là Phát với Huy liên minh đấu với Vinh đó là điều hiển nhiên. Xong rồi anh Huy với anh Phát sẽ giết anh Vinh. Là người mạnh nhất trong hai người có sức lực ngang nhau đấu với nhau. Nếu như tính toán đúng. Đúng không? Ý kiến được không? Ý kiến gì? Sao? Mình còn ba người ba đội phải đúng không? Ừ. Mình dắp lát gà. Không. Bây giờ tụi anh ban rồi. Rồi, ok thôi chấp nhận. Chịu. Tại vì dù gì tụi em cũng đã liên minh xé khá nhiều người rồi. Ok. Vậy anh giữ Phát đi. Anh sau lưng. Anh tên em gì Huy? Rồi, ok. Chết phải chết quanh liệt chứ. Ok, rồi. Rồi, vô đi. Vô đi, Huy. Vô. Hay quá rồi. Không bây giờ anh nhà Phát là nhau đi, em đứng ngoài. Em đợi hai người. Okay. À là người cuối cùng đấu cho Huy hả? Cũng được. Thì sao cũng được. Giờ mệt quá rồi. Thôi đi. Nắm vô nha, khóa tay nha.
áo vô nha, khóa tay nha. Cả hai đội mình đó. Đây nè, đội kia là chỉ toàn nam thôi, đội mình là có nữ. Có liên minh không? Liên minh. Có liên minh không? Rồi nha. Vinh ơi. Hùng lại đi hả? Không phản bội nha. Ok. Tại vì em bị phản bội hết màu vàng rồi. Trương Thế Vinh loại. Trương Thế Vinh loại. Rồi, vậy là đội của Ngọc Thắng rồi. Tính toán đúng rồi, vậy là anh Vinh hên quá, vậy là còn anh Phát và anh Huy. Anh Huy không, vậy thì Phát có gì cơ, công tài công sức rồi. Chỗ mà em Huy anh Huy quá. Không Huy thua. Phát hấp dẫn. Hy vọng thôi. Chắc chắn là Lý Bỉnh Phát thắng rồi. Trương Thế Vinh thắng. Gì vậy anh mình đây nè. Tôi vẫn tin là Trương Thế Vinh thắng. Còn hai người thì theo như tính toán đúng thì, anh em mong là đội mình sẽ thắng. Hy vọng là anh Huy sẽ chiến thắng đem vinh quang về. Đừng có mơ. Anh nghĩ là chỉ là Phát. Ủa gì vậy? Chào gì vậy? Đừng có mơ. Anh nghĩ là chỉ là Phát. Ủa gì vậy? Chào gì vậy? Ủa gì vậy? Chào gì vậy? Bắt đầu. Bạn tôi. Đợi tôi cho tôi đi. Anh mạnh lắm rồi. Bây giờ quân nha. Một. Hai. Ba. Bốn ba thân còn nắm. Bạn tôi. Chết. À. À. Đây à. Xong. The first time. Rồi chết rồi. Nếu mà không dùng ưu tí thì khó lòng nào thắng được hai người anh em này. Phải một ít gì đó sự lực lòng nhẹ ở đây. Nói chuyện hơi dấp ăn miếng cho lấy sức à. Tài dùng luôn, tài dùng. Ui, mệt quá. Còn hai khách mời như thế nào? Lăng ơi, em cảm giác như sao? Dạ thì
Em cũng là khán giả của Running Man thì trước đó em đã xem chương trình rồi, em coi em thấy trò chơi nó cũng không có áp lực lắm, là em thấy mọi người giằng co nhưng mà em nghĩ là cũng vui thôi chứ không không có quá nặng nề đâu, nhưng mà sáng giờ em xỉu hai lần. Dễ thương. Thực ra thì Isaac rất là vui khi được ngày hôm nay đến chơi với tất cả mọi người, và mặc dù nói buồn thì thôi chứ thực ra là đó chỉ là một nỗi buồn nhất thời, bởi vì buồn là bởi vì không được tiếp tục chơi với mọi người, và xin lỗi lỗi phát mà Ngọc bị bỏ rơi mọi người chiến đấu ở đó một mình. Isaac xin cảm ơn anh Vinh, Chun, Thiên Ngân, anh Trường Giang, Ngọc, Phát và Huy đã chào đón Isaac và Lan LD đến với Running Man và đã cho hai anh em thời gian rất rất là tuyệt vời, và xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và mọi người thật sự là đã quá là vất vả rồi. Ngày hôm nay phải nói là tất cả chúng tôi ở đây đến giờ điểm này tôi vẫn chưa tin. Ủa? Nhưng tôi phải tin. Nhưng tôi phải tin Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy không còn như ngày xưa nữa. Vỗ tay nào. Ok. Các bạn ơi, các bạn đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ để tìm lại tuổi trẻ của mình. Và bây giờ chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn một tin vui sau khi tìm lại được thanh xuân của mình. Đó chính là ngày mai chương trình sẽ đưa các bạn vào một cuộc đua mới để tìm kiếm sự lãng mạn. Đó chính là cuộc đua cặp đôi. Lãng mạn. Đừng có suy nghĩ lần nào. Thì là ngày mai là nữ đông lắm á. Đâu có chắc chắn là nữ đâu. Đôi romantic lãng mạn. Hai đứa mình là một cặp. Tại vì bữa nay nó chiến thắng, tuần sau chiến thắng nữa. Không có vụ đó đâu anh Anh. Nó qua ta. Nhưng mà không sao thưa quý vị, là tất cả mọi thứ nó còn ở phía trước và còn nhiều bất ngờ dành cho quý vị. Hãy nhớ đây là chương trình Running Man Việt Nam. Chơi là cái. Nên là Ngân thích cái tân nờ trị mụn này lắm luôn á. Mai là còn cái tân nờ này á thì đời còn dễ thương. Chương trình nói là ngày mai có cuộc đua cặp đôi, không biết là mình sẽ gặp ai ta. Một anh chàng đẹp trai, giỏi giang, thông minh. Rồi giờ dỗ dàng mà nghe cái mùi này nó thoải mái gì đâu. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Vậy cuộc chiến cặp đôi thì mình phải chỉnh chu một chút xíu chứ. Bây giờ có cái gì ta? Đó cái này. Let's go. Bí quyết của Phát đó chính là cái này. Ok. Tẩy tế bào chết của môi nha. Rất là lợi hại cho mọi người. Mình sẽ dùng một tí cho mình hoa lên. Đợi khoảng một chút xíu. Ok, sẵn sàng. Wow. Wow. Hello. Hello. Gì vậy? Ủa? Ủa nhưng mà anh Giang ơi, hai bánh bèo đâu rồi? Không có gì. Hôm trước nói là. À hả? Hôm trước con nói anh Vinh. Đúng rồi, hôm trước có nói là cái lãng mạn cặp đôi. Tức là tập trước người ta nói bật mí mình rằng là hôm nay là về couple lãng mạn, tức là mỗi người sẽ bắt cặp với một người. Wow. Đi để gặp mấy người khách mời ra đây luôn. Vậy là hôm nay phải có khách mời. Năm người đàn ông thì chắc chắn phải có năm người gái. Lỡ không nha, mùa trước em là con đi chung BB á, em sợ. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới dự đám cưới của em với anh Vinh. Tại vì trời ơi. Em cũng không có mạnh lắm, em cần một người phụ nữ lực điền chắc chắn. Phát nghĩ là một cái cô gái nào đó kiểu dịu dàng, mảnh mai. Cô ạ, những cô gái chân dài chúng tôi đang chờ đợi, hãy xuất hiện đi ạ. Xin mời, bạn gặp của chúng tôi đâu rồi? Hãy xuất hiện đi ạ. Nào, xuất hiện đi nào. Triệu hồi nè, mình triệu hồi. Hãy xuất hiện đi. Nào, xuất hiện đi nào. Triệu hồi nè, mình triệu hồi. Hãy xuất hiện đi. Nào, xuất hiện đi nào. Triệu hồi nè, mình triệu hồi. Hãy xuất hiện đi. Triệu hồi nè, mình triệu hồi. Hãy xuất hiện đi.
hãy xuất hiện đi. Alo. 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 Xin chào ạ. Tôi mong chờ một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chân dài, nào mạnh mẽ. Những cô gái xinh đẹp phải xuất hiện đi nào. Những cô gái xinh đẹp phải xuất hiện đi nào. Những cô gái xinh đẹp ơi. Họ xin giới thiệu với em ạ. Alo alo. Alo alo. Không quan tâm ạ. Chị đưa em đẹp đâu. Vô kia hỏi tụi anh mắc cúp sao nhé. Alo alo. Em Ngân, Ngân Ngân nè. Ngân à. Em đây. Ủa? Em đây. Anh ơi. Thầy đây em nè. Ủa. Người nhà. Vào đây. Hôm nay thấy tụi em sao ạ? Tụi em chuẩn bị quá trời. Mà anh không biết gì hết trơn á. Em chị Ngọc nghe nói là hôm nay có một buổi hẹn hò lãng mạn. À tức là giai trò em hôi là cặp với tụi anh đúng không? Dạ đúng. Trời rồi. Trời đổ quá. Anh ghê. Ủa thôi nhưng mà khách mời ra đi. Mấy em mời khách mời ra đi. Em sẽ mời khách mời ra. Mời để tụi anh cũng mong chờ họ. Cũng non lắm rồi đó. Mời sau đây. Mời sau đây. Chúng ta xin được chào đón khách mời. Mời sau đây. Chúng ta xin được chào đón khách mời. Đây ca sĩ điên nhất showbiz. Wow, trời ơi. Wow. Tụi khoái nhỏ này hát lắm, hát hay lắm. Em chào mọi người ạ. Đầu tiên cho em gửi lời chào đến tất cả khán giả đi. Ok. Rồi xong, cảm ơn em. Ủa, sao em đi một vòng thôi. Em không phải xin lỗi mọi người chứ tại vì nửa năm rồi em không có được đi diễn. Hát nha, hát nha. Phải hát nha. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô khắc. Cặp cao cho em. Cặp cao cho em. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi. Dấp dấp dấp. Vì dấp dấp dấp. Vì không 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 không. Để giữ. Hay là mình mời người tiếp theo được không? Hay là mình mời người tiếp theo được không? Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết hay đi đi về với người anh yêu đi. Mày là Lan Ngọc hay hát hả? Dạ. Ngồi lắm mới được nghe hát hay á. Nói dai gà. Chứ hai em trong đội mình cứ hát cái kiểu đúng thật sự á. Vậy thôi mình chào mời tiếp theo ạ. Xin mời khách mời thứ hai. Cô bị làm sao không? Cũng đừng có ba con với tôi không cho phép. Đang em bệnh nè, đang phải đi chữa bệnh hàng tuần ngay. Nào còn phải chịu đựng thêm tụi bay nữa, tụi quá chịu tụi bay rồi. À, chúng ta ngày hôm nay tiếp đón đầu tiên là Hoàng Benji, Diễm My và Oren, vỗ tay nồng nhiệt cho. Wow. Rồi, lần đầu tiên mà đông vui vậy nha. Đông vui, đông vui rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi là các bạn đã coi Running Man nhiều chưa? Em xem hết rồi, em xem hết từ đầu đến cuối rồi. Em biết ai là người yếu nhất, ai là người mạnh nhất rồi. Dạ đúng rồi. Gái xem chưa Cưng? Dạ rồi. Con xem chú nhiều nhất luôn. Chú tạm biệt. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định cặp đôi để đồng hành cùng nhau trong cuộc đua ngày hôm nay. Nhiệm vụ để chọn cặp đôi có tên là cặp vé xe duyên.
cặp vé xe duyên. Hiện tại các thành viên nữ đã mang đến những vali của họ. Một tấm vé trong cặp vé đôi đang nằm trong vali, tấm vé còn lại nằm trong ứng dụng điện thoại mà các thành viên nữ đang giữ. Các thành viên nam hãy tìm tấm vé trong vali của thành viên nữ mà mình yêu thích. Nếu hai tấm vé trùng nhau thì các bạn sẽ trở thành một cặp. Mình mong muốn được cặp với ai nhất, bởi vì á mình phải hiểu rằng là trong chương trình này nó có trò chơi về sự thông minh, nó có trò chơi vận động và sức khỏe. Mình hãy lựa chọn một người mà nó vừa có cái đó, được không kia? Khéo léo nữa. Em sẽ chọn ai lưng Liên Nguyễn Phát. Trời trời. Em sẽ chọn ai lưng Liên Nguyễn Phát. Trời trời. Chúng tôi chưa nói là các bạn hãy chọn, chúng tôi chỉ hỏi là mong muốn thôi. Mong muốn thôi à? Phải nói đúng cái gì? À, mong muốn chọn Liên Nguyễn Phát. Bởi vì xấu muối rạng rỡ. Đúng rồi. Sao vậy chị? Trời. Thế là mong muốn của Diễm My là chọn Liên Nguyễn Phát, bởi vì rất là mạnh. Vậy em sẽ chọn anh Giang. Vậy em sẽ chọn anh Giang. Vì sao ạ? Thì vì đằng nào em cũng không phải chọn anh Giang mà. Thì vì đằng nào em cũng không phải chọn anh Giang mà. Trời ơi. Hay quá. Không nói rõ chứ em muốn chọn ạ. À? Em muốn ghép cặp với anh Ngô Kiến Huy. Em muốn ghép cặp với anh Ngô Kiến Huy. Vì sao? Vì em muốn ghép cặp với anh Ngô Kiến Huy. Tại vì lúc nãy em cũng thấy anh ấy cười, em thích kiểu đấy. Chuẩn bị. Lên tới 300. Đặt là bay quốc dùng mã này luôn nha. Tức là mã này tầm mọi khán giả ở nhà dùng được luôn nha mọi người. Traveloka, siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống. Chết rồi, không kịp rồi. Không kịp rồi, không kịp. Ở đây nè, ở đây nè. Ở đây nè, ở đây nè. Ở đây nè. Ủa, gì là anh chúng em? Không biết, mở ra, mở cái app ra. Ngân với anh Chuôn. Ủa, chung không? Phải chung không mới được. Đúng rồi. Thấy cái app. Ủa, mọi người ơi,
Vậy bây giờ còn lại tôi với Ngọc, và Ngọc cũng không có vé thì làm thế nào? Anh đi ra đi. Em không, đừng chọn em. Chắc anh thích em à. Em số 1, anh số 2 rồi, đừng chọn em. Hai đứa vô phòng đầu tiên, bây giờ lại gặp nhau nữa rồi mọi người ạ. À. Rồi lại vô nữa hả? Kiếm rồi có không? Ủa sao mọi người màu xanh mình màu đỏ vậy? Trời ơi. Điện thoại Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng. Chơi là chạy, đắt là bay trên Traveloka. Cuộc đua ngày hôm nay mang tên chinh phục con tim. Các bạn sẽ tìm kiếm những trái tim tại hòn đảo Phú Quốc, nơi tràn ngập sự lãng mạn để vun đắp cho tình yêu của mình. Có ai muốn đổi vé không? Có ai muốn đổi vé không? Ai muốn đổi vé không? Dạ, Ngọc, vô ích. Vô ích hả? Vô ích. Ngọc ơi, đổi vé không ạ? Bây giờ, mỗi thành viên sẽ chọn một chiếc cặp nhiệm vụ cho mình. Sẽ có 2 chiếc cặp chứa thẻ trái tim, 2 chiếc cặp chứa thẻ X và 6 chiếc cặp còn lại chứa thẻ trống. Ôi, vậy là hết vui nữa. Có lợi thế hay không lợi thế đó. Sau khi nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, đội thu thập được 2 thẻ trái tim đầu tiên sẽ nhận được một phần quà đặc biệt. Cặp đôi giữ 2 thẻ X sẽ phải nhận một hình phạt vô cùng đáng sợ từ chương trình. Đáng sợ nữa lại đáng sợ. Ủa? Đáng sợ nữa lại đáng sợ. Ủa? Tôi Ngọc không sợ, bởi vì có cái nào đáng sợ hơn hai mình được đi chung nhau hoài? Có cái nào đáng sợ hơn? Sau mỗi nhiệm vụ, cặp đôi hạng nhất có quyền được đổi một chiếc cặp của mình với cặp đôi khác. Cặp đôi về chót sẽ phải mở một chiếc cặp của mình mà các thành viên khác chỉ định. Vì vậy bây giờ, mời các bạn bắt đầu phần chọn cặp của mình. Đó, cho nữ chưa? Chọn trước đi, nữ chọn trước đi. Hai đứa mình không sợ gì cả, lấy 2 cái cuối cùng. Em chọn cái này nha. Em lắc lên coi. Chọn cái này đi. Nghe đập thình thịch và có tim trong này. Tim mình rút lẹ thôi em, chứ không phải là tim heo hay là tim gì mà đập đập. Em đang cầu trời. Cái gì á? Bao nhiêu sự may mắn của em mấy chục năm qua. Không. Tin chị cái này nè. Tin chị đi cái này. Chút buồn hồi trái tim nó rung rơi rụng hết rồi. Cái đó luôn hả? Tim mà bỏ dưới hai mình lấy 2 cái mình luôn. Tim mà bỏ thích đi. Thôi đi. Phải chọn lấy cái giữa nha. Rồi. Đây dấu ít nè. Tôi sẽ lấy dấu ít. Tôi hy sinh. Mình đứng ngay đi. Thôi ra kia kìa, thấy kìa. Ba. Tìm. Thằng tình yêu chắc không phù hộ hai mình đâu. Không có đâu, không phù hộ anh thôi, sẽ phù hộ em. Trời ơi. Thấy chưa? Anh biết sao mọi người sẽ nghĩ là em lúc nào cũng may mắn hết. Nghĩ lại là cảm thấy đúng. Nên sẽ cầm cái dấu ý là chắc bất lợi, còn cái này là làm giống như bình thường, nhưng mà lại có lợi thế. Hay trái tim là ngon, hay chữ ít là quả. Ok. Trời, cặp đôi diễn xuất. Anh tin em chưa? Anh tin em chưa? Anh đổi đời rồi. Anh chưa tin nè. cái sự diễn xuất nó giả. Anh tin em chưa? Cười mà mắt long lanh rớt nước mắt. Em đã bảo rồi mà. Em đã bảo rồi mà Huy. À, đúng. Đúng á. Ai nhớ tôi mất luôn rồi. Mọi người ơi, hai dấu ít chắc chắn luôn. Ai chui? Em may lắm á, em nói trước á, em may lắm. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
đội của Ngân với lại Jun có nè, đội của Hòa với lại Huy có nè. À, chắc đội giúp ít luôn. Cái này mặt mặt buồn nha. Tôi biết rồi. Ê, ở đây mà chẳng có ghen gì đó về sự thông minh là đội mình là thua. Ok đó. Sức mạnh là không có đúng không? Chiến thắng đi, đội chiến thắng đi. Đẹp. Đúng. Không ai biết chúng tôi hết. Anh cũng làm lại cho em được. Có lần lại đưa đó, đó là người ta vậy anh Giang. Anh Giang cho cách mời đọc. Ok. Hòa khóa lắm phải chưa giờ. Đây là tiếng Thái nha. Ok. Tiếng Thái, đọc ra phong cách Thái giùm anh. Tông cao vô bà nha. สวัสดีค่ะ chan thọ trai โทร sạp หน่อย đài mây khảo. สวัสดีค่ะ chan thọ trai โทร sạp หน่อย đài mây khảo. Hiểu. Quốc đua chinh phục con tim. Các cặp đôi hay là sử dụng sức mạnh của mình để giành lấy tình yêu. Em dự sấp lại à. Thể sử dụng sức mạnh để giành lấy tình yêu. Yeah. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của cuộc đua chinh phục con tim chính là giành lấy tình yêu. Khi nghe tín hiệu xuất phát, các cặp đôi phải giành lấy tín vật tình yêu là chai nước Rock Energy đang đặt phía trước và tiến về hai bên nơi có cờ Running Man. Đội giành được tín vật tình yêu và về đích trước để chiến thắng. Năm cặp đôi sẽ đồng thời thực hiện nhiệm vụ. Sẽ có hai chai nước tình yêu nên chỉ có hai cặp đôi tiến vào vòng chung kết. Ba cặp đôi bị loại sẽ tham gia trận đấu quyết định đội hạng chót với hai chai nước tình yêu. Ngược lại, hai đội tiến vào chung kết sẽ tranh giành một chai nước tình yêu để trở thành cặp đôi chiến thắng trong nhiệm vụ lần này. Hey, cố lên! Ủa? Đừng để em đổi. Chuẩn bị. Cầm cơm mà. Vừa nãy anh đè em chạy khóc luôn rồi. Là anh, em mặc màu trắng mà Huy. Anh cứu em. Em mặc màu trắng. Hả lậu, hả lậu. Em mặc màu trắng là anh đè em anh Huy. Là ba em tiên em không mà. Trời luôn á. Hai cái chai mà mọi người cứ dành cho em này vậy. Đâu phát về rồi. Nhưng mà tại sao không dành cho anh Phan? Không ai dịch phát. Phát dành cho trước rồi.
Trong vòng đấu đầu tiên, đội của Liên Bỉnh Phát, Diễm My và Jun Phạm Thúy Ngân đã giành chiến thắng. Hai đội tiến vào vòng chung kết. Này, chị em mình đừng có tranh nhau rồi, để anh Vinh anh cầm cờ không, về không, nha. Giờ là tập quốc đi chị anh Vinh. Trời. Thấy tập đâu. Nó khỏe anh chết, em bỏ rơi luôn kìa anh Vinh. Nam nam nữ tú kìa. Nó nhanh quá. Chuẩn bị. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trương Tứ Vinh thành công. Trời, ông Quang Huy cái. Trời ơi, anh Vinh ơi, dựng cái chai lên. Sao anh đi ra đấy? Cặp đôi Ngôn Kiến Huy, Hòa Minh Di là cặp đôi về chót trong trận đấu lần này. Ủa? Không sao đâu hả? Không phải, em không thể mở cái đấy ra được. Không phải đâu, lỗi không phải do anh Huy, cũng phải do em, do cái áo này nè. Nhưng em không thể mở cái đó ra được. Và bây giờ là vòng đấu cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Cố lên con ơi. Cố lên My à. Dạ. My. Đội này cân quá, hai đội này cân. Em mạnh mà, em mạnh mà. Thế em mạnh. Một á. My. Bự con chỉ gấp đôi. Hương ơi, bẻ cổ Pháp. Ok. Lật chân ơi. Là đầu tiên báo kèn là em chụp Chuyên Phạm. Còn không lên trên kia là em phải đẩy Ngân hết. Trời ơi mọi người. Ủa, sao mà nhiều mà. Nhiều quân sư quá vậy? Ủa sao nhiều nhiều nghe ai? Biết nghe ai? Thôi bây giờ mình tập chơi nè. Chơi đi ạ. Cố lên. Chuẩn bị. Bà My đi. Đau quá. Nó micro. Trời ơi, khủng long ngày
chiến lợi phẩm đi. Cầm chiến lợi phẩm. Bắt vô đây. Vô đây, cái đây. Đây rồi. Trời ơi, mày xe tua. Bình thường cái chai đi, lấy cái chai. Nè, lỡ thằng mày liên phát nghe em nè. Mày quá nhiều đồ. Không, vừa nãy nè anh phát định cứu gì mi mà. Cứu làm cái gì, quan trọng lấy cái chai, cứu làm cái gì. Được. Bắt được cái quần rồi. Chết. Ủa? Đây nè Jun. Thôi mình thắng lẹ đi ạ. Mình xong cái màn này lẹ đi đi. Cho anh thay đàng hoàng. Cho thấy ý kiến. Sau đây là kết quả nhiệm vụ giành lấy tình yêu. Hạng nhất thuộc về cặp đôi Jun Phạm Thúy Ngân. Em ơi, cặp đôi về chót trong nhiệm vụ lần này là cặp đôi Ngô Kiến Huy và Hòa Minh Chi. Jun Phạm và Thúy Ngân, các bạn chỉ định một trong hai chiếc cặp của cặp đôi Ngô Kiến Huy Hòa Minh Chi để công khai thẻ bên trong. Em sẽ chọn mỗi cặp trước. Tư vấn nè, chị tư vấn cho. Như anh nói về chị Hòa Minh Chi. Ủa em Hòa Minh Chi đã diễn rất lố. Nên em tin rằng cặp đó sẽ là dấu ít ạ. Không sao đâu hả? Không phải, em không thể mở cái đấy ra được. Không phải đâu, lỗi không phải do anh Huy, cũng phải do em, do cái áo này nè. Chị bạn Hòa nói một câu là có còn lâu mình mới mở, nhưng mà nhiều khi Hòa lại là dấu ít. Đúng rồi. Mọi người ơi, em nói nè. Nói gì? Mở ra. Đừng nói nữa. Nhanh lên cô à. Mở mặt quần cô khó chịu lắm à. Lộ quá. Ý là em nói như cái này. Cái hai người đó là em cũng được đổi, em chỉ được mở thôi. Đúng rồi. Em cũng phải mở đó mà. Ý là em bảo là mở một người. Là em là trái tim. Thì mở đi, đi tao kia. Thì em là trái tim thì kệ em chứ, anh lấy. Em, được rồi, em sẽ mở, nhưng em là một người rất may mắn. Thôi vậy chắc là Hòa Minh Di là trái tim á. Điên. Mở Hòa Minh Di đi. Xin lỗi mọi người, bé bị chuyển sang chuyển tâm lý. Mời Hòa Minh Di công bố thẻ của mình đang sở hữu. Em là một người rất may mắn, bỏ ra em cũng mở. Em cũng mở. Hãy cho đồng đội tôi được tự nguyện. Rồi rồi. Ê, có chừng trái tim á, chun. Mở ra, mở ra. Tự nhiên. Lêu lêu lêu. Biết ngay thì đã. It's bây giờ là đội thắng được quyền chọn một người đội đúng không? Đúng rồi. Ai là hình trái tim ạ? Chọn ai chọn chứ? Có hai người có giữ trái tim đúng không? Đúng rồi. Hai trái tim trong tất cả. No. Một cái cặp. Anh Vinh đẹp quá, chắc của anh Vinh quá. Anh có hình trái khác được không? Vậy là đã mất một dấu X rồi, còn một dấu X nữa thôi là từ Ngân. Và Ngân là thẻ trắng. Trắng là được rồi. Chui. Hoặc là Ngân là X luôn. Không, chui. Nói nghe nè. Đổi chị đi. Không hiểu. Đổi nó. Trời ơi, anh hiểu không? Mà đâu có show đâu, đâu có show, no show. Giải tim hả? Không có. Em hiểu đổi. Không phải chị Ngọc đâu. Ôi, ôi, chọn rồi. Băng của tôi. Chơi luôn. Chị. Đâu đâu có được. Đó. Cũng không có gì với nhau. Đây có thiên ngọc trái tim. Đây hình trái tim ở hình. Thế là diễn diễn. Thế là số 0. Thôi lỡ đi. Nếu vậy là Ngân số 0, Ngọc là có số 0 rồi đó. Đó chị. No no. Khỏi chơi, anh Vinh. Đừng có cho mọi người coi. Biết ngay mà. Đừng có cho mọi người coi. Cho nghĩ số 0 á. Chẳng. Yeah. Tôi nói rồi. Cảm ơn Ngân. Cảm ơn Nita. Cảm ơn Nita. Thank you. Đã quá. Bây giờ Ngân đỡ. Khuôn khỉnh số 0, bây giờ mình phải diễn xong. Giống như mình có hành trái tim đi. Mình có hành trái tim mà nãy mình. Mình diễn rồi. Bây giờ nhóm nhà Ngọc với lại mình có điều lợi thế đó, mình có mình biết Ngọc với lại hội Minh Di đang có dấu biết đúng không? Đúng rồi. Mà chỉ có hai người dấu biết thôi. Vậy là em nghĩ là cái đội của Diễm My á, Diễm My với anh khác là có hình chất đi. Đi Vinh. Đúng rồi. Hai người đó xạo xạo. Mình phải gắn thắng để mình. Mình đá không sao đấy cái đội. Ok. Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Điện thoại Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng.
em đợi đâu rồi? Hòa Minh Di ơi! Bơi! Hòa ơi! Chiến thắng tới đây nè! À đây! Hello! Áo đôi là một vật không thể thiếu trong chuyến đi du lịch của các cặp đôi. Hãy tìm mặc áo đôi và chụp hình kỷ niệm tại khu vực chụp hình. Wow. Là tranh giành với nhau. Nhiệm vụ thứ hai của cuộc đua chinh phục con tim chính là áo đôi kỷ niệm. Các bạn sẽ nhảy cặp với nhau theo nhạc trên nền hồ bơi. Khi nghe tổ sản xuất hô to màu nào thì các cặp đôi sẽ tiến vào hồ bơi tìm và mặc áo có màu tương ứng. Sau đó chạy đến khu vực chụp hình và chụp hình đôi thì hoàn thành nhiệm vụ. Đội nào thành công sớm nhất trong mỗi vòng sẽ được thông qua và nghỉ ngơi tại khu vực biển. Đồng đội em không biết bơi. Em không biết bơi. Đội về chót trong nhiệm vụ lần này sẽ phải công bố một chiếc cặp cho tất cả các thành viên khác. Đội về nhất sẽ có cơ hội hoán đổi cặp của mình. Đến đây em không thể thua. Dạ rồi, bây giờ cuộc đua hãy bắt đầu đi ạ. Chúng ta sẽ chiến thắng. À, mọi người gọi màu gì mới kiếm đúng không? Ok, chơi. Âm nhạc bắt đầu. Bắt đầu. Mời lấy cao cao. Màu tiếp. Màu tiếp. Dạ. Rồi đi. Em không biết bơi. 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 Em
24 from Vietnam. Đặc biệt nha. Ủa, em lỡ tay lớn rồi. Ê, ít cái dòng múa là ít. Mọi người từng nghe lời hứa của anh Giang, những tập sau anh ấy sẽ thay đổi. Không sao, vậy là mình chấp họ đi. Vậy thôi. Ui. Ôi, đẹp hả? Wow. Wow. Ủa, mình đang chơi đó hả? Thank you.
chơi em ơi, vui lắm. Lâu lâu mới được chơi trò chơi nước. Thôi được. Wow, Ngọc ơi, Ngọc. Năng nỉ bác, xé đi bác. Mày nè. Rồi, lâu rồi.